Bay á, bay á, bay á. Thấy dù là không ổn rồi á. Trời, nó nhấc trên ba chỗ. Rồi, rồi, rồi. Bỏ cái ô đi, bỏ cái ô đi, không được đâu. Nhảy ô á. Đó, lên lên đùi cát rồi. Nó luôn cảm giác rồi đó. Đồi cát đúng nè, chỉ có cát. Thank you.
đó vô tư nhỉ. Tôi nhiều rác. À, khu này sao nhiều rác thế? Xe chạy mà ông vịnh rớt hết cục bóng ra ngoài luôn. Lát quá. Do là bão nên là nó đưa rác từ ngoài khơi vào. Rất nhiều rác luôn. Rác quá. Mình như là về hoạt động môi trường đi, khảo sát bãi biển. À, vì môi trường khảo sát bãi biển. Cho nên là đi biển là không được vứt rác xuống biển. Có ai tắm không? Tắm đi, thoải mái. Biển đẹp mà. Chèo không? Nó lại úp vào đầu. Cái này là có máy không? Không? Máy này. Cái này có máy không? Có. Cái này có máy. Lượm rác anh em ơi.